Đây là Mimi, tụi mình đang đi đâu vậy? Bạn dẫn tụi mình đi đâu vậy? Đúng rồi đó, chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy bạn cứ đi theo mình thôi, mình có một bất ngờ cho các bạn đó. Mọi người sẽ thích lắm luôn á. Dạ, tụi em đi chuyến bay Mimi CC anh. Ồ, là các em á hả? Chúng ta đi lên máy bay thôi. Ủa khoan đã, hình như chỉ có tụi mình chuyến máy bay này thôi hả? Đúng rồi đó. Chào mừng Mimi, CC, Lily, Emma, Gabby, SD, Chad và Chase nha. Ủa, sao chú biết tên tụi con vậy? Đương nhiên là chú biết rồi. Vì đây là chuyến bay đặc biệt chỉ dành cho Mimi, CC để đi tới thành phố biển thôi mà. Nên là các bạn hãy tận hưởng nha. Tụi mình định đi biển hả? Trời ơi, đã quá vậy. Trời ơi, mình cảm giác thật là VIP luôn á. Mình cũng vậy á, trời hay quá à. Đúng vậy, đây là một chuyến bay rất là VIP. Máy bay sẽ hạ cánh một tiếng nữa. Nên là các bạn hãy tận hưởng đồ ăn và relax nha. Yeah, có đồ ăn hả? Ủa khoan nè Mimi, tụi mình có được ở trên biển luôn không dạ? Đừng lo mà, các bạn sẽ biết mọi thứ sớm thôi. Wow, chỗ này đẹp quá vậy. Căn nhà là cho tụi mình hết luôn hả? Ủa sao mọi thứ được chuẩn bị sẵn vậy? Ủa khoan, mình thấy cái gì bên kia kìa. Tan, bất ngờ chưa các bạn? Chúng ta sẽ ở đây một ngày để mà ăn mừng 200.000 người đăng ký cho kênh YouTube Mimi CC nha. Cái gì? 200.000 người đăng ký cho kênh chúng ta rồi đó hả? Wow, trời ơi nhanh quá à. Đúng như vậy. Bây giờ các bạn hãy cất vali đi vào trong phòng và chúng ta sẽ cùng đứng ở đây để ăn mừng nhé. Yay! Yeah, chúng ta cùng ăn mừng thôi nào. Tụi mình thật sự rất là cảm ơn các bạn đã luôn luôn bên cạnh tụi mình, ủng hộ tụi mình và coi tụi mình từ những ngày đầu tiên để mà tới chúng ta có một ngày hôm nay là 200.000 người đăng ký luôn rồi. Tụi mình rất là yêu quý các bạn nhiều lắm. Đúng rồi đó, không có các bạn thì tụi mình chắc chắn sẽ không có ngày hôm nay. Vậy là chúng ta hôm nay sẽ ở đây để ăn mừng luôn hả Mimi? Đúng rồi, căn nhà resort này đã được trang trí sẵn hết và chúng ta sẽ ở đây một đêm để mà ăn mừng nhé. Là khu phòng tắm ở ngoài trời nè. Còn ở đây là bàn ăn tiệc buffet của tụi mình đó. Mình đã nói hết nhà bếp để mà chuẩn bị hết đồ ăn chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta ăn luôn nha. Trời ơi, đồ ăn ngon quá. Thôi, không chờ nữa, mọi người chắc đói lắm rồi. Chúng ta ăn thôi nào. Yeah, ăn thôi. Mọi người ăn no chưa? Bây giờ chúng ta sẽ chơi ở căn phòng tiếp theo nha. Ủa, căn phòng tiếp theo là có gì vậy? Ta-da, đây chính là căn phòng giải trí của chúng ta nè. Wow, đẹp quá. Trời ơi, có cái khu này karaoke nữa. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And a happy New Year. Ồ, Lily hát dễ thương quá à. Ủa, các bạn ở đây là cái gì vậy Mimi? Ủa, đúng rồi, nó cái gì vậy? Đây là một thử thách cho các bạn con trai đó. Các bạn qua đây nào. Đây là phòng ngủ của chúng ta. Nhưng mà chúng ta có 4 cái giường cho các bạn gái. Nhưng mà con trai các bạn có tới 3 người nên chỉ có một cái giường 2 người và 1 người phải ngủ dưới đất. Các bạn sẽ phải chơi cái game ở ngoài kia và ai là người thua phải ngủ dưới đất đó nha. Wow, thì ra bạn tính toán như vậy đúng hả Mimi? Ok, thì tụi mình sẽ chơi thôi. Chắc chắn là em sẽ là người thắng rồi. Ra, các bạn thích con mèo hay là con dơi nào? Con mèo đi cho nó dễ thương, vui vui chút xíu. Ok luôn nha, đây nè. Rồi, chúng ta vào cuộc xem ai ngủ dưới đất thôi. Chắc chắn là không phải em rồi. Trời, có hai nút để coi anh nè. Coi mình nè. Trời đất. Trời gì rồi, ra quân đi được có một bước vậy. Chết, ba nút đâu đi được đâu. Anh chết chẳng mất tiêu rồi. Năm nút. Vậy là sắp được đi hết một vòng rồi đó nha. Chết, sao sắp thắng rồi, trời gì nhanh như vậy. Trời ơi, bị dính nữa đi không có được. Trời ơi, cái gì mà có một nút vậy trời. Rồi xong, xin lỗi SD đi lại từ đầu nha em. Vậy là mình đi hết một vòng rồi, mình thắng rồi. Chúc các bạn may mắn tìm ra ai sẽ là người ngủ dưới đất nha. Còn bây giờ chat đi chơi đây. Trời đất ơi, chơi một tiếng của chat luôn. Em sắp hết một vòng rồi nha SD ơi. Trời ơi, đừng có nói nữa. Cái gì mà có hai nút vậy trời? Trời đất, sao có một nút vậy trời? Ôi giời ơi, xin lỗi Chase nha. Vậy là mình được ngủ trên giường còn Chase ngủ dưới đất nha. Ủa, ai thắng vậy? Đương nhiên là tôi rồi. Vậy là Chase ngủ dưới đất hả? Cái gì mà thua lẹ vậy trời? Mọi người có vui không? Quá vui luôn á chị ơi. Em à, nhìn bên đây nè. Hả? Gì vậy? À, trời đất ơi.
Trời ơi, cái giường nhìn đã quá, chúng ta lên ngủ thôi Chat ơi. Đúng rồi, SP chúng ta cùng lên ngủ thôi. Trời ơi, xuống à. Mày mất, mình không có dám nói trước nữa đâu.